Ok, hello và xin chào game live game đây. Thì trước khi vào video mong hẹn em live subscribe cho kênh live à. Thì sắp tới 500 sub rồi thì mình sẽ giveaway intro nha anh em. Giveaway intro. Đúng rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ chọn màu trước nha anh em nhá. Thì hình như chúng ta mình sẽ đưa 10 màu cho anh em và anh em sẽ comment ở dưới xem anh em chọn màu nào nhá. Thì mình sẽ lọc ra 3 màu đẹp nhất. À 3 màu mà anh em chọn để làm intro nhá. Tìm template AE để làm cho anh em nhá. Ok, thì màu tiên chính là màu đỏ, màu cam thứ hai, màu vàng là màu thứ ba, thứ tư là màu xanh lá cây, màu xanh dương, màu đen, màu xám, màu hồng, màu tím, và màu cuối là màu sắc cầu vồng, 7 sắc cầu vồng anh em ạ, màu sắc màu ấy anh em ơi. Ok, thì đó là 10 cái màu mà mình cũng có thể là mình đã vứt vào cái màn hình trước mặt anh em rồi đấy. Thì giveaway sẽ như thế, anh em chọn màu comment bên dưới để mình làm nhá. Thì lọc ra 3 màu xong mình sẽ cho bắt đầu làm giveaway nếu mà được 500. Bây giờ đang là 494 sub rồi. Ok, cố lên anh em nhá. Bye bye là và đi đây.